Chào các bác, video này em chia sẻ với các bác các loại mặt kính SK thường thay. Mặt kính đầu tiên là mặt kính SK có chữ hay gọi là SK chém cạnh ấy. Đây là cái loại rẻ nhất. Đấy, loại này rẻ. Tiếp theo là mặt SK không có chữ bình thường. Đây, nó là cái này này, phải thường. Đó. Tiếp theo nữa là đây là kính SK trắng sapphire. Trắng sapphire. Và đây là SK mặt sapphire. Mặt sapphire, có chữ sapphire này. Đó. Vậy thì cái loại này vát cạnh thì các bác biết rồi, đúng không? Nó có chém cạnh này, nó hơi vát vát góc, người ta gọi là SK chém cạnh. Nó có chữ ở đây này. Đó, Japan này, đấy, có chữ ở đây này. Đấy, cái loại này thì không có sapphire nhá. Không có sapphire. Còn cái loại này cũng là SK, kính SK này là kính này, kính thường. Đó, kính thường. Gáy nó hơi xanh xanh. Đó, coi nha. Nó hơi xanh xanh gáy này. Đó. Tiếp theo nữa là mặt kính trắng sapphire. Trắng sapphire. Thì các bác nhìn cái gáy của nó đây. So với mặt kính thường ấy nó màu trắng, đúng không? Mặt chữ màu trắng. Đó. Màu trắng. Đây là mặt kính kia. Còn đây là mặt kính sapphire. Thì nó cũng giống như mặt trắng sapphire thôi. Giống y như mặt trắng sapphire thôi. Đấy. Mỗi tội là cái phía trên của nó đánh dấu bằng cách là nó ghi chữ sapphire đây. Đấy, còn để gần nhau thì gần như không biết được luôn. Nó trắng hơn một tí đúng không? Nó trắng hơn một tí. Đó. Đó. Nhìn nó trắng hơn một tí. Đó. Và mặt trên của nó ghi trắng sapphire. Đó. Nó xịn hơn. Mặt này mặt sapphire. Còn mặt này trắng sapphire nó khác nha các bạn nhé. Đấy, nên là trong cái việc báo giá của em đều có mặt sapphire và mặt trắng sapphire. Đấy, kính thường, kính vác đều có các loại hết nha các bác nhé. Không nên nhiều bác lại bảo em báo giá rồi lại thay linh tinh. Em không thay linh tinh như nào nhé. Loại nào là loại đấy nhé. Chứ không phải là báo giá như thế rồi là thay không có nhé. Đấy, không có các bác nhé. Đó, đây là cái các loại kính SK. Đây các bạn, chào các bác.